Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kha. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Game Tycoon. Thì trong game này là mình sẽ xây dựng được một cái phòng game. Nhưng mà như mọi người thấy là bên phải của tôi, cái tên phòng game là mọi người đã hiểu được cái phòng game này nó như thế nào rồi phải không? Game thâm thẩm à. Nhưng mà chút nữa thì tôi sẽ nói cho mọi người biết lý do tại sao phòng game này là tên là phòng game thâm thẩm nha. Nó có cái lý do chảy nước mắt ở đằng sau đấy. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào game thì game này hiện tại là nó đang có 3 code. Nhưng mà cô không biết là còn bao nhiêu code hoạt động được hay không. Đấy. Thì code đầu tiên của nó là code free. Thì free này là nó sẽ được cho một ông gọi là Bugwagon. Thì bạn nào mà hay có coi WWE á thì sẽ biết là cái ông Hulk Hogan á. Thì trong này thì nó nhái theo như thế. Đấy. Thì sau khi mình nhập xong thì một hồi sau ổng mới gói nha, chứ không phải nhập xong là ổng gói liền đâu. Đó, code thứ hai là code 2000 like. Đó, code này thì nó sẽ cho mình hình như là tiền đúng không? Ôi dồi ôi, 2000 tiền. Đó. Thì nói chung là giờ 2000 tiền đối với tôi chỉ là cái răng thôi chứ cũng trả được cái gì hết. Rồi, đó, ông, đây, đây, ông Bugwagon nè. Mọi người thấy ông kinh khủng khiếp không? Rồi, code tiếp theo nha mọi người. Early Access, à, Early Access vẫn còn sai được. Yeah, wow, Bugwagon, 2 Bugwagon luôn. Ngon. Bugwagon này sẽ cho mình tiền nha. Cứ mỗi lần ông tập là ông sẽ cho mình tiền. Đói. Ui, đâu ra thế. Ui, tiền đâu ra thế. Ôi, 2 Bugwagon, trời ơi. Coi tiền của lên kìa mọi người ơi. Ôi tiền lên nửa triệu. Úi dồi ôi, ổng còn tập là cui còn tiền. Ổng cứ còn tập là cui có được mớ tiền ngon ngay à. Ê dồi ôi, hai ông tập xong cái em có lên được 700 mấy tiền, nhẹ nhàng như gia nàng công chúa ha. À, đúng cái gì luôn. Ô còn tiền. Trời lên phát gần 900 triệu. Ở đâu 900 ngàn. 900 ngàn cho mấy 900 triệu, lộn. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy cái làn khói xanh xanh này không? Đó là lý do tại sao tôi kêu là phòng cặp game thâm thẩm là như thế. Nó không tự nhiên mà nó có đâu. Khách hàng vô đây được quyền đánh rắm thoải mái, trời ơi. Tôi không ra cái quy luật này nhưng mà nó cứ thích vô là nó quánh rắm, là tôi bật mặt ra đằng sau liền à. Thiệt là chán thiệt chứ. Rồi, bây giờ tôi sẽ... À không, tôi tạm thời tôi upgrade mấy cái thứ này lên bằng vàng trước đi rồi tính tiếp. À, mọi người thấy chưa? Ấy, nhìn nó sang trọng không? Khách sang trọng vô đây toàn đánh rắm không? Thế nó mới cay chứ. Thiệt tình. Ok, và bây giờ mình sẽ... nâng cấp cái phòng ghi... xà xà. Uê. Nhìn nhất hết cả nách luôn á chứ. Ok, bây giờ mình có cần nâng cấp mấy cái thứ này không ta? À, nâng cấp 100 tiền lận hả? Mackin. Nâng cấp này bao nhiêu? 220 tiền. Mackin. Ô, level 12 mới được nâng cấp mấy cái thứ này mọi người ơi. Giờ không có đủ tiền để nâng cấp đâu. Bây giờ thôi chắc là mình sẽ mua mua cái này đi, cái này. À, cái này là cái chỗ mà à cái khung mà để gánh để xì quát nè. À, ok. Ồ, cái gì vậy? Bây giờ cái Let's Break không mà có 400 mấy lần hả? Mặc dữ vậy. Ok, tôi mua được một cái, chắc tôi mua hai cái luôn đi ha. Hai cái, dư tiền không mua ba cái thôi, không dư đâu. Nhiều đó là biết chắc là không dư rồi. Rồi, ok, bây giờ là tôi sẽ phải chỉnh sửa lại cái khúc này một chút. À, mu nó đi, à, phải mu đi. Đấy, phòng game đẹp lắm mọi người ơi, phòng game tôi đẹp lắm, nhưng mà chỉ có điều là nó hơi thúi thôi. À, nhưng mà phải nói là phòng game chuẩn 5 sao nha, thật sự. Phòng game chuẩn 5 sao rõ ràng, chỉ có điều là hơi thúi thôi, mọi người thông cảm. Cái này tôi cũng đâu có muốn đâu mà tại giờ khách chịu không nổi rồi khách xả luôn thì tôi hưởng chứ có ai hưởng đâu. À, khổ thiệt chứ. Đấy à mọi người không, chưa vô mà đã xả rồi. Tôi không tin luôn á, chưa vô mà đã xả rồi thì còn cái gì để nói nữa đâu. Thề. Cắm thế. Có cái gì đây? À sắp hết ngày rồi. Thôi. Nhận tiền đó. Tại vì nó sẽ có cái khoảng thời gian chỗ này, nếu như mà hết một ngày á là nó sẽ cho mình 30 giây còn lại để mà mấy cái ông này nè, ổng rush là ổng đập siêng năng lên, ổng đập siêng năng lên thì nói chung là ổng sẽ kiếp, ổng sẽ tăng thêm tiền kiếp cho mình. Đấy. Đó, nói chung là nói chung là về mấy cái rush đó là sau này mình cứ có rush là mình sẽ có thêm nhiều tiền lắm mọi người ơi. Đấy, nên là cố gắng cứ rush thì chịu khó 30 giây đi lượm tiền thôi, không có gì hết. Tiền cũng là tiền. Trời đất ơi, nó tập tới mức mà phải gọi là nó cháy máy luôn mọi người. Khiếp. Đã đánh rắm rồi còn cháy máy nữa thì ai mà chơi lại. Thề. Rồi xong rồi nè mọi người. Ngon. Hết rồi đấy. Đó. Thì bây giờ là đây. Đó. Cứ hết ngày
cứ một ngày xong cái rush, xong rồi tới hết hết rush là mình sẽ được daily reward. À, tôi là nhận được 165 tiền. Ngon à, 165 tiền là quá ngon rồi. Đấy, bây giờ là sẽ di chuyển mấy cái thứ này đi cho nó sát vô trong tường một chút. Sát vô trong tường nó cũng có cái lợi, nó cũng có cái hại lắm nha mọi người. Nhiều khi là khách khách mà rớt cái nó cho sao khúc này cô vô không được. Ơ kìa, ôi trời ơi, khúc đó bị gì á mọi người không hiểu luôn. Thôi mua tiếp, nói chung là cứ mua đi rồi tính sau. Đấy, mua luôn đó. Nó không gặp được cái nó quánh rắn kìa mọi người, khốn nạn không có chứ. Anh ấy anh cặp không được thì anh cũng nói em biết một tiếng chứ, là sao anh lại quánh rắn. Em cũng đang chịu khó em dời chỗ cho anh cặp cho nó dễ dàng mà sao anh kỳ với anh. Trời đất ơi, quá đáng thiệt chứ, khổ. Số tôi mở cái phòng gì nó cũng khổ đó mọi người. Giờ mở phòng gì nó cũng khổ đó chứ không phải, chứ nó có sướng ít gì đâu. Đấy, rồi giờ là ba cái xe đạp thì chắc cũng biết để đâu nè. Thôi chắc để tạm ngay chỗ này đi. Đấy. Này để tạm đi cho nó xây ra ngoài để mọi người nhìn cho nó dễ. À, anh đang tạm hả? Thôi, chịu khó luôn đi anh. À, rồi, ok. Rồi bây giờ được thêm hai cái rắc. À, hai cái rắc mà để cặp gọi là cặp C-Watt nè mọi người. À, mọi người thấy nó xấu không? Nhưng mà chút nữa nâng cấp lên thì nó sẽ đẹp. Nhưng mà muốn nâng cấp lên thì phải lên level 11 mới được nâng cấp nha. À, level 11. Bây giờ mấy cái này mua hết qua bên này đi ha. Bên này không biết có đủ để mua không nữa. Không đủ rồi, cứ cancel đã. Tạm thời tôi sẽ mua mấy cái thằng này đi qua chỗ khác đi. À, mấy này giờ mấy này tép riêu rồi thì thôi kệ cho nó nằm ở đây luôn cũng được. Đấy, cho nó nằm xó đi. Úi dồi, nó tập yoga không mà nó cũng cháy luôn. Tôi cũng không còn gì để mà nói nữa. Thiệt hết chứ. Sao á, đã vô đây đánh rắm rồi còn vô đây còn làm cháy máy người ta nữa thì thiệt. Chán không thể nào, chán không chịu nổi luôn á. Rồi, ok. Đấy, bây giờ là tôi sẽ mấy cái chỗ này là hợp lý rồi nên là bây giờ tôi sẽ mua hết mấy cái thứ này đi qua bên này. Đó, mày trời đất ơi cái phật thiệt luôn á. Trời, nó còn đánh rắm, nó đánh rắm xong nó bỏ đi nữa kìa mọi người, có chịu nổi không? Trời đất ơi, cái phòng game thôi mà đâu phải là mấy cái phòng gì đâu mà sao mấy ông vô mấy ông đánh rắm như đúng rồi đấy, thiệt tình đấy chứ. Ở này hết chỗ rồi, thôi này tạm thời chắc bỏ đây đi. Đấy. Ok, à, chuẩn chưa? Quá đẹp mọi người ơi, quá đẹp. Phòng game tôi là tiêu chuẩn 5 sao. Nhưng mà vô gặp toàn mấy ông đánh rắm không thì còn gì để mà nói. Rồi, cứ tạm thời mua nó qua bên này đi, mua nó hành hàng ngang đi cho nó dễ ha mọi người. Đó, mua hành hàng ngang hết đi. Đấy, mua luôn. Đấy, gọi là cho nó gọi là tiết kiệm không gian. Mua luôn, ok, đây. Ở đây nó sẽ có cái quốc cao nè mọi người. Đó, tôi sẽ đứng đây vô cái quốc cao. Đó, mọi người thấy không, đang cặp chân nè mọi người thấy không. Chuẩn không, đó, tôi gánh cả. Ôi, nâng lên nâng xuống như một cái máy. Ai mà đã cặp lại bằng tôi bao giờ, trời ơi thề. Cổ lên, nó chỉ cho mình có mấy giây thôi. Tại vì mình cặp cái này mình cũng có được tiền mà mọi người, chứ không phải mình không được tiền đâu, không phải mình cặp chùa đâu. Đó không, cô cặp xong cô cũng được tiền nè. Mà nhiều khi tiền nó nằm bên ngoài á mọi người. Ấy giờ tôi phải chạy ra ngoài cũng chạy. Khổ. Thấy khổ không? Đi lượm tiền cũng cực khổ, phải chưởng chứ sướng hết gì. À, đây, à, đi ra đây lượm tiền nè. Đó mọi người thấy không? Còn có con mất luôn rồi, thiệt tình đó chứ. À, đi về, go home về nhà liền cho nó nhanh. Build đi, còn một cái máy nữa phải build luôn. Ok, đã bốn máy này thì chưa upgrade được liền đâu mọi người, phải level 12 mới được upgrade. Level 11 là tôi upgrade được cái này rồi. Còn một máy nữa đúng không? Rồi, bây giờ tôi còn thiếu nó một máy nữa thì nó kêu là nên mua cái SWAT key. À, lại mua thêm SWAT key cộng 10.000 tiền. Ok, mua luôn. Ở bệnh gì cử, ở tầm này tiền thiếu gì? À, chết cha, mua chỉ 4 cái vậy. Trời ơi, uổng tiền của tôi. Tôi nên bấm vào cái bill mới đúng. Trời ơi là trời. Trời ơi, thiệt luôn á. Thôi kệ cho 2k bển đi. Tại vì cái này nó có liên quan cái capacity trên này nên giờ tôi đâu có mang được đâu mọi người. Nè, tôi đặt ra đâu được. Ủa được hả? À không, không, bạn phải upgrade vô game chứ. Thấy có chán không chứ? Mọi người thấy có chán không chứ? Thiệt á. À. Rồi, thế là hết một ngày. À, để coi được nhiêu tiền.
À, hôm nay hiện tại do tôi mua bậy quá nên là giờ tôi hết tiền rồi mọi người. Và chắc cũng được thưởng khoảng 200 mấy tiền. Ờ, ngon, 242 tiền. Trời ơi, đủ tiền nâng cấp upgrade luôn. À, coi tôi upgrade nè. Shrek. À. Wow. Ê, nó có cái đằng trước luôn nè mọi người. Ngon không? Ôi ôi, đằng trước này để làm gì? Ờ, đằng trước này, đợi xíu để tôi bật máy lạnh cái nóng quá. Trời ơi, nãy giờ chơi bên quật máy lạnh, thiệt tình đó chứ. Đã vậy. Rồi, ok. Này, mọi người thấy cái gì chưa? Tôi sẽ mua cái fountain, cái nhỏ nhỏ thôi. Cần quá gì bự, nhỏ nhỏ là đẹp rồi. À, giờ tôi, ủa, cái bia ngoài này được không trời? Thử nó không cho cái bia ngoài này nha. Ý, cái phòng này, cái chỗ đó đi chân cho vui chứ không bia được mọi người ơi. Khốn lạnh thì cái chết. Ê, tưởng sao. Ô, Lippo. Ê, nó mới có thêm cái phòng ngay chỗ này nữa mọi người ơi. Ok, để tôi mua nó qua chỗ khác đi. À không, nên để vậy đi mọi người. Để sát quá cũng không nên. À, để sát quá cũng không nên. À, nên để như vậy đi cho nó chăng. Trời ơi mọi người, có nguyên một cái phòng bé bé xinh xinh ở ngay cái khu này thì thật sự là tôi nên làm cái gì ta? À, tôi nên build một cái phòng mà gọi là phòng nghỉ ngơi. À, build một cái phòng nghỉ ngơi thì phòng nghỉ ngơi thì nó sẽ có gọi là cái phên, nó sẽ có một cái bàn uống cà phê nè. Đấy, là một. Sofa là hai nè. À, máy này rẻ tiền lắm mọi người ơi, nên mua dễ, nên mua mấy cái cũng được. Đấy, mua luôn, mua luôn. Rồi qua decor là tôi sẽ power rack là phải mua nè mọi người. Thiệt power rack là phải mua. Đấy, tôi mua khoảng 4 cái. Ok, 4 cái rồi. Vending machine mua luôn, 2 cái. Bonsai để đó đi. Đấy, tivi là phải mua nè mọi người. Tivi là buộc phải mua. Đèn. À, đèn chắc tôi mua hai cái đèn này đi. À, rồi xong. Giờ trang trí rồi đúng không? À. Tivi. Ủa để sao ta? Để ủa khoan, để sao hợp lý nha. Cái nào mặc tủ? Ủa chết tôi rồi, cái nào mặc tủ? Ừ ơi, cái khúc này nó mới đúng là thiệt tình đó chứ. Rồi để ở giữa đó. Ôi, nhức nách luôn. Rồi tới cái bàn, chắc chắn là phải có cái bàn à mọi người ơi, không thể nào mà không có cái bàn được. Rồi sofa luôn nè. Ôi trời ơi. Đó, thêm một cái ghế. Rồi tiếp cái ghế luôn. Ủa, tôi mua có một cái thôi hả? Ơ kìa. Mua gì hết vậy? Đấy. Rồi, đèn gắn hai bên luôn. À, cho nó sáng. À, hợp lý. Ủa đây là, ủa khoan, xin cho hỏi đây là game gì vậy? À, đây là game gì? Ủa, đây là game xây phòng game hay là xây phòng khách vậy trời? Ok, nhưng mà chỗ này thì tôi sẽ có thêm gọi là cái máy vending machine. À, để mà cho khách mua đồ ăn này nọ. Ủa, cái này là mua đồ ăn thôi mà đúng không? Chứ đâu có mua cái đồ uống đâu. À, giờ là tôi phải mua thêm đồ uống nữa. Ủa dồi ôi, nó hao kinh. À, đây, nước uống nữa nè mọi người. Mua thẳng hai bình luôn. À, mua thêm hai cái này nữa cho nó hợp lý. Rồi, bill. Bình nước thì tôi sẽ để đây một cái thôi. Còn một cái là tôi sẽ để trong gọi là phòng VIP, phòng khách. Đấy, phòng khách thì người ta vô đây người ta mệt, người ta uống nước chứ đâu người ta ăn làm cái gì đúng không? Đấy, uống nước liền, rồi ngon ngay. Ở chỗ này thì thêm một cái ghế ngọt. Cái gì vậy trời, sao ai cũng đi xuyên người được. Không sao ai cũng đụng người tôi được vậy. Ở kia. Cái này sao không chỉnh được ta? Ôi, bị đụng rồi mọi người. Bị đụng rồi, cancel liền. À, cái này là tôi phải mua đi chỗ khác. À, mua. Ok. Gắn cái này qua luôn. Ôi, trời ơi. Chỗ này thiếu cây đúng không? Phải xây thêm cây nữa. Cái gì chứ nó cũng phải có. À, quên. Nó phải có thêm mấy cái rắc này đấy chứ, đúng rồi. À, mấy cái rắc này cũng sẽ để ở đây. À, để cho nó gọi là nó giống với cái phòng gym. Phòng gym là thường nó sẽ có mấy cái rắc như thế này để mà người ta lấy tạ chứ đúng không? Người ta muốn tập tạ nên tập cả tay thì người ta phải có mấy cái rắc này chứ. Đấy, hợp lý quá rồi, còn muốn gì nữa. Rồi, tự nhiên giờ có nguyên cái hồ nữa. Rồi để cạm đó đi. Mua xong không biết mấy cái đồ nước đó để làm cái gì, nó thiệt tình đó chứ. Cây. Rồi. À, mua bonsai ha, mua bonsai, bonsải đi. Rồi, ok, bonsai có luôn. Hai chắc hai cây bonsai là đẹp trời đẹp đất rồi. À, một cây, trời ơi.
Bạn này đặt ở đây đúng không? Rồi hả? Một phòng khách quá trời đẹp. Trời ơi. Bạn nãy giờ tôi xem mấy cái thứ này được, nãy giờ tôi quên để ý bên này luôn á mọi người. Này level 11 rồi nè, tôi upgrade được mấy cái thứ này nè, 350. Ok, upgrade luôn. Ồ, upgrade lên cộng 7.000 nha. Bởi vì mọi người phải quan trọng cái thứ này nè, cái thứ này là nó sẽ giúp mình kiếm được bao nhiêu tiền trong một phút. Đấy, mình nên là mình cũng phải upgrade mấy cái thứ này lên chứ bây giờ tôi cũng đâu có đủ tiền. Bây giờ level 12 nó mới có mấy cái thứ này mà. Đó. Level 12 mà trong khi cái này tôi mua 4 cái rồi tôi mua chi nhiều. Trời ơi, SWAT mua chi nhiều khổ thiệt chứ. Upgrade luôn. Đấy, rồi. Bây giờ tôi sẽ workout. Đó, cho mọi người coi workout nè. Đó, bắt đầu bấm đè, bấm spray nè. Đó. Work vô. Mọi người thấy nâng chưa? Nâng như một cái máy. Rồi chút nữa đi chạy ra đằng sau lượm tiền khổ không? Yeah. Úi trời ơi. Thôi bỏ luôn đi chứ giờ rush đây rồi tôi ở đây luôn đi chứ đi đâu cho bằng cho nổi nữa, thiệt tình đó chứ. Đấy, cứ đứng đây lượm tiền thôi hả? Anh trời ơi, rồi hình thế. Anh này chắc chắn nhả tiền nè, anh này chắc chắn cho thêm tiền, cho thêm tiền. Anh cho em thêm tiền nhanh. Trời ơi, anh nào cặp. Ôi, anh nào cặp mà chạy bóp lửa kinh thế. Ôi ôi, tiền rớt cầm lum hết đó mọi người ơi. Trời ơi. Trời ơi, tiền đâu mà lượm cho kịp. Trời ơi, bên này nữa hả? Khiếp thế. Nhiêu tiền rồi, 220 mấy hả? Ngon. Cũng được. Nghe không? Càng về sau lên tiền càng nhanh nhưng mà đồ nó càng mắc. Khốn nạn vậy đó. Càng về sau lên tiền càng nhanh mà đồ nó mắc kinh hồn. Upgrade nó không nó cũng mắc nữa thì còn gì để mà nói nữa đâu. Rồi đấy coi bây giờ upgrade lên nữa rồi. Ồ quên lộn, phải cho đủ 33 khách thì tôi mới được upgrade. Ê xui xui. Ôi lên nè, lên được 30 mấy ngàn một giây, một phút. Ôi tưởng đâu lên được 300 ngàn chứ ai dè không được một miếng nào. Không lên được 300 ngàn. Ủa bên này cũng có, ủa bên này cũng có thêm một cái phòng nữa hả? Trời ơi, nãy giờ tôi không để ý là bên này nó có thêm cái phòng luôn á mọi người. Thề. Cay nha. Ok, để coi thử upgrade một cái coi nó lên cái gì nha. Quê, nhìn nó ngầu vãi chưởng. Kinh đấy. Ok, upgrade một cái này luôn để coi nó lên được cái thứ gì. Quê, đồ bằng vàng. Trời ơi, đồ bằng vàng. Kinh đấy, ngon đấy. Rồi, này upgrade được không? Upgrade luôn. 100. Ok, 100 upgrade luôn, một cái thôi, upgrade một cái thôi. Bây giờ mỗi thứ upgrade một cái thôi chứ giờ tiền nó upgrade nhiều. Này giờ upgrade không cũng đã 220 rồi, upgrade một cái thôi hả? Upgrade một cái thôi. Ở này upgrade luôn 10.000 có nhiêu đó. Quay! Ủa bằng vàng mọi người ơi. Max luôn rồi. Kinh. Trời ơi nó max xong cái nó bốc cháy luôn, kinh thiệt chứ. Ôi upgrade này. Trời ơi. Kinh đấy. Ôi, khiếp mà mọi người ơi. Trời ơi, đồ gì nó cũng up 102 cây. Ok, tôi upgrade luôn một cái. Ê, chết, upgrade 7 rồi. Tôi phải upgrade cái này chứ. Trời ơi, ẩu. Ok, upgrade luôn. Mát chưa? Trời ơi, mát rồi nè mọi người. Trời ơi, nhìn nó xấu hơn bên này đúng không mọi người? Xấu hơn. Ê, tự nhiên đây có hồ nước kỳ quá. Thôi sell đi. Cho sell đi, khổ. Ôi, cái gì ấy? Ôi, cái gì ấy? Nâng cấp có cả 15.000 không mà nó lên bá chê một chiếc chó vậy luôn hả? Khiếp. 160.000 không đủ kỳ rồi mọi người. 160.000 là không đủ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là upgrade xong nó cũng kinh khủng lắm á, nó cũng đẹp lắm luôn á. Thầy. Rồi thì ok, đã thì đây là cái phòng game thâm thẩm của tôi, nơi mà khách vô có thể đánh rắm thoải mái mà không ai nói gì, chỉ có cười hưởng thôi. Hả? Rồi thì ok, thì Kia sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bấm cho mình một like, một share và đừng subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye mọi người.